Công an thành phố Thái Nguyên vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phi Long với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức bán thẻ điện thoại với tổng số tiền lên tới là gần 10 tỷ đồng cùng với rất nhiều người bị hại trên khắp các tỉnh thành. Đây được coi là một trong số những vụ lừa đảo bằng hình thức thẻ cào điện thoại lớn nhất từ trước cho tới nay. Sau một thời gian dài lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Phi Long đã bị công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ, khởi tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2016 đến nay, đối tượng này mua số lượng lớn thẻ cào điện thoại từ một đại lý phân phối tại Thái Nguyên với giá chiết khấu ưu đãi 5%, sau đó bán lại cho các đại lý kinh doanh thẻ cào tại một số tỉnh như Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên với giá chiết khấu ưu đãi lên đến 10%, tức là một thẻ cào có giá 100.000 thì đối tượng này chỉ bán với giá 90.000. Cụ thể em bảo là em lấy được thẻ giá rẻ hơn với thị trường, lấy từ trung tâm của nhà mạng. Thường thường một tuần thì em giao dịch khoảng độ 3 đến 4 tỷ ạ. Các đại lý thấy có lãi tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng này để mua thẻ với số lượng lớn. Đến khi số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng, đối tượng lừa đảo bỏ trốn cùng số tiền của các đại lý. Số tiền này ngoài việc sử dụng cho các mục đích cá nhân, đối tượng còn quay vòng nguồn tiền để tiếp tục mua thẻ điện thoại lừa các đại lý bán thẻ khác. Tháng 8 năm 2016 thì em bắt đầu em ngừng, em không giả hàng với mọi người nữa. Lúc đó thì cái số tiền anh chiếm đoạt của mọi người khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng độ 7 đến 9 tỷ ạ. Thủ đoạn của đối tượng được cơ quan công an đánh giá là tinh vi khi lựa chọn mặt hàng giao dịch là thẻ cào điện thoại, vốn là mặt hàng được tiêu thụ mạnh và có giá trị gần như tương đương tiền mặt. Thẻ giá rẻ, bán với số lượng lớn là chiêu thức để đánh vào lòng tham của một số đại lý không tìm hiểu kỹ về các thông tin chiết khấu của nhà mạng. Chúng ta không nên quá tham hãm lợi quá, vì các đối tượng thường đánh vào những cái lòng tham của con người, sau đó sẽ đưa những phương thức thủ đoạn, những lời nói gian dối để chúng ta tin đó là sự thật rồi giao tiền cho đối tượng. Đây là 9 nạn nhân bị đối tượng này lừa đảo, từ sinh viên cho tới công chức, người ít nhất cũng mất tới hơn 300 triệu đồng, người nhiều lên đến hơn 2 tỷ đồng. Những tập giấy chuyển tiền ngày càng dày thêm, trong khi số thẻ cào chuyển về ngày một ít dần rồi ngừng hẳn. Các đại lý thì còng lưng đi trả nợ bởi chót tham vay lãi để mua thẻ. Còn đối tượng lừa đảo thì thản nhiên sử dụng số tiền này để đi lừa những đại lý khác. Đấy là đánh vào sự lòng tham của con người. Và chính mình cũng bị lòng tham ấy che mắt mờ mắt. Theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tìm kiếm các bị hại để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.